Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh leader để tạo đường trú dẫn ở trong AutoCAD. Thì như các bạn biết thì đường trú dẫn cũng là một phần của đường kích thước. Thành ra là nó cái thiết lập của đường kích thước nó sẽ liên quan tới thiết lập của đường trú dẫn. Do đó cũng như thường lệ thì mình thiết lập đường kích thước tỷ lệ phần trăm ha. Mình sẽ đi nhanh phần này. À, tại vì cái đường kích thước tỷ lệ setting tỷ lệ 100% á mình đã giới thiệu trong ở cái video clip trước rồi, là nếu các bạn thì chưa xem thì các bạn xem lại video clip đó ha, thì mình sẽ đi nhanh. Rồi đầu tiên bắt cái D nè, cho dim style nè, rồi mình giữ nguyên cái tỷ lệ ISO 25 mặc định ha, vô modify mình chỉnh như sau, image unit mình cho precision chẳng cho một số thôi, traffic thì cho on way ha. Rồi tiếp tục UO brand scale thì cho lên 10, ở 10 ha. Update thì mình cho là 2.2. Chiều cao chữ đây là 0.05, 0.05. Rồi tiếp theo là tab layout thì cho architectural. Ở đây là 1 ha. 1 2.21. Rồi tab sim tab align nè, tab lines thì mình cho là hai cái màu vàng. Rồi đây là 1.25 luôn, 25. À, đây là 0.2. Là 2 chứ không phải 0.22. Rồi đây là 6. Oh, ok ha. Rồi, chỉ thiết lập cái dim thôi, mình không có đo cái dim. Rồi đã sửa mình có một cái tăng hay gì. Rồi, đầu tiên là mình gõ lệnh leader ha. Cái tắt của nó là LE, LE. Đó, là hiểu thấy không? Nên là thực sự trước nó là with leader, nó viết tắt chữ with leader, gọi LE thì nó là with leader ha. Thực chất là with leader là dễ đường trú dẫn nhanh. Enter. Rồi, đầu tiên thì mình chưa thiết lập gì hết, mình bấm là điểm đầu tiên là đến điểm thứ nhất. Bấm điểm thứ hai ha, điểm thứ ba thì bấm F8 cho nó thẳng lại. Rồi. Điểm thứ tư thì nó hỏi là specify text thì chiều rộng text đó cho bằng 0 luôn. Rồi tiếp theo là hỏi là first line of annotation text á, thì mình có thể nhập test được thôi, mình enter luôn. Đó là mình nhập sao ha. Rồi giả sử mình nhập là ABC đi ha. Rồi bấm sau khi nhập xong á, một là bấm blue step editor ha, tại vì điều này khi mình nhập á thì nó hiện ra cái bảng công cụ giống em test nè ha. Còn nếu mình kết thúc lệnh á thì bấm blue step, hay là bấm phím trái ra ngoài màn hình, đó là xong ha. Rồi sẵn mình đổi phông chữ lại, style nè, ST nè, chữ standard mình cho Arial ha, không chữ Unicode đó, Arial cho đẹp chứ thôi chữ nó kia xấu quá đó. Rồi đó là leader ha. Rồi lặp lại là leader nè, LE ha, LE enter. Rồi thay vì mình bấm như bình thường thì giờ mình coi này nha, mình bấm vô setting ha đó. Rồi rồi ở tab đầu tiên ha, nó là em test nè, em test chính là mình gõ đây nè ha. Rồi mình bấm vào chữ copy an object ha, ở chỗ phần annotation style cái lần sau ha, đầu tiên là cái tab đầu tiên là annotation này nha. Ok rồi gõ ha, thứ nhất nè, một nè, hai nè, ba nè, nhớ là bấm ba lần nha. Rồi sau khi bấm ba lần xong thì nó hỏi là select an object to copy ha, thì chọn cái chữ abc này. Đó, thì nó sẽ copy y chang cái nội dung ở bên cái leader cũ ha. Đó, đó là cách sao chép nội dung trong lệnh leader ha. Rồi tiếp tục LE tiếp ha. Rồi bấm vô setting tiếp ha. Rồi ở phần tolerance ha, tolerance là ghi dung sai đó, thì mình có thể chọn dung sai này ha, bấm ok. Rồi cũng như bấm điểm thứ nhất nè, bấm điểm thứ hai nè, bấm điểm thứ ba nè, rồi end ra nó hiện ra rồi ha. Ví dụ chúng ta đây là nội thất chẳng hạn vậy, phần là phòng ngủ chẳng hạn vậy. Rồi số bản vẽ 01 ha, ví dụ vậy. Này là do mình tự mình đặt thôi, chứ mình cái thực ra cái dung sai này của cơ khí ha, của bên cơ khí mình tự quy định cái dung sai này thôi, thì thường là 3 ô đủ rồi, bên nội thất mình 3 ô đủ rồi ha. Báo ok đó thì nó ra một cái ô test dung sai. Rồi tiếp tục lệnh LE lại ha, LE bấm vô setting ha. Tiếp theo là block reference, thì block reference đây mình có, còn non là không có gì hết. Rồi block mình để sao ha, mình bấm cái non trước đi ha, bấm non ok. Khi bấm non á
thì á, nó sẽ hiện báo F8 là cho nó xiên nè, à, rồi F8 là cho nó thẳng nè, à, đó, nó non thì nó chỉ có mũi tên thôi, đường đường leader thôi, nó không có cái chữ. À. Rồi lock thì như sao? Thí dụ mình có một cái polygon, polygon ha, là năm cạnh đi ha, năm cạnh. Rồi tầm ở đây, rồi nội tiếp nè. Ok đây thí dụ gì ha? Rồi thí dụ mình vẽ ngôi sao cho nó line nè, vẽ ngôi sao ha. Rồi xóa đường này đi, trim nè, cắt tỉa hết nè, tỉa ha, cắt tỉa, cắt tỉa, cắt tỉa, rồi nó ra ngoài sao đúng không? Rồi bấm chi rồi cho nó lại ha. Ok rồi mình đặt tên là lóc đi chẳng hạn vậy, bấm chữ b nè, b bò, à, lóc đặt tên là sao chẳng hạn vậy. Rồi điểm chèn là bitbon là nằm cái góc này ha. Rồi select check chọn đối tượng làm lóc là này. Ok ok ha. Rồi xong mình không cần này nữa, xóa đi. Rồi, tiếp theo ha, bấm le, à, chọn set still. Khi này ở phần annotation type thì mình chọn là block reference. Ok ha. Rồi bấm điểm đầu tiên nè, bấm điểm thứ nhì nè, bấm điểm thứ ba nè, à, rồi khi bấm điểm thứ ba xong á, bắt đầu nó hỏi nè enter block name, thì mặc định nó nhớ cái block mình vừa tạo là sao nè, rồi bấm enter luôn, thấy không? Rồi nó hỏi là vị trí đặt ở đâu, in specify insertion insertion point nè, thấy không? Thì ví dụ mình bấm ngay vị trí này, à, rồi bắt đầu nó hỏi là phóng to thu nhỏ nè, thì mình để scale tỷ lệ là 1 luôn, enter luôn ha. Rồi bắt đầu góc xoay, góc xoay thì mình xoay qua xoay lại bằng con chỏ chuột cũng được nè, xoay ha. Đó, đó là cách mà leader mà theo cái đường lóc mình mong muốn ha. Rồi tiếp tục nữa, bấm le ha, vô setting tiếp. À, tiếp theo thì hai cái mục này thì mình không có sử dụng, anh nói đến receive nè, mình không sử dụng. À, mình vô tiếp cái phần tiếp theo là leader and row, à, à, mình nhớ chọn em test là nha, rồi em test để nó hiện cái mục thứ ba cho mình, à, leader line and rows nè, không? Rồi đầu tiên á, mình thấy là cái đường của mình là đường thẳng nè, straight nè, không? Straight đường thẳng. Bây giờ mình chọn là SPline coi sao ha. Ok rồi bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, bấm điểm thứ ba, thấy không? Nó thành đường cong. Rồi enter một lần, enter hai lần, à, gõ vô 1, 2, 3, bấm cho nó trái ngoài. Đó, thì thay vì leader đường thẳng thì nó thành biến thành leader thành đường cong. Rồi, tiếp theo nữa ha, vẽ một cái hình rectangle lớn ra nữa ha. Bấm tiếp LE nè, LE ha. Rồi vô setting tiếp. Đó, rồi bây giờ mình chọn là đường thẳng ha, và mình chọn là no limit, no limit, no limit, no limit là cái đường mà dẫn này nó không giới hạn, chứ thường là mình đấm 1, 2, 3 là nó hết thôi. À, bây giờ bấm vô no limit. À, số 3 đó là mình setting ở ngay phần này nè. Nếu mình bỏ chọn no limit nè, thì mặc định nó là 3 nè, mình có thể tăng lên 4, 5. Mà thường là trong bản vẽ kỹ thuật của mình á, mình đa số là dùng 3. Nhưng mà có trường hợp đặc biệt á, thì muốn nhiều hơn á, thì mình bấm vô no limit chẳng hạn gì. Thay vì mình tăng đây thì nó bị giới hạn lắm. Chọn no limit nè. Ok ha. Rồi, thử lại nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9. Thí dụ vậy, mình muốn dừng lúc nào cũng được á. À, cái no limit nó cho phép mình rất là nhiều cái cấp mà muốn dừng lúc nào cũng được. Thí dụ muốn dừng này thì enter thôi. À, và enter lần nữa để nhập. À, 1 2 3 chẳng hạn gì. Enter. Enter. Đó, ok ha. Rồi tiếp theo nè. LE ha. Setting ha. Tiếp theo á là mình chọn cái kiểu mũi tên. À, thay vì mũi tên là dấu nhỏ nè, thì giờ mình chọn kiểu tên là dot dấu tròn chẳng hạn vậy. Rồi, à, dấu tròn ha, thử ha. Ok ha. À, bây giờ lặp lại cái 3 thôi ha. Ok. Rồi, đấm 1 nè, 2 nè, 3 nè, thấy không? Rồi. Khi mà hỏi specify text width thì cứ enter ha. Rồi nó hỏi cái lần thứ hai là enter first line up annotation text à, thì mình cũng enter luôn. Đó. Mình cứ gõ đi ha, A B C lại ha. Nhớ nha, gõ sau khi ba lần xong enter hai lần mới ghi chữ là an toàn nhất ha. Rồi tiếp theo nè, đó là dấu dot này không, dấu dot. Rồi tiếp theo le tiếp ha, le tiếp, rồi cũng giống vô setting tiếp ha. Cái này á thì mình set cái góc cho nó luôn. Thì cái đầu tiên cái first segment nè, mình muốn là nó đường xuyên là 45 độ, à, còn đường segment thứ hai đó thì một là
bất kỳ góc nào, any angle. Còn hai là mình cho nó bằng horizontal, nằm ngang luôn á, à, mình mặc định cho nó nằm ngang luôn. Rồi bảo ok ha. Rồi thử nha. Phát biểu thứ nhất, phát biểu thứ hai, nhưng mà nó không xuyên 45 độ. Lý do là chế độ ordo nó đang bực, ordo là F8 á. Rồi nhìn nè ha, mình bảo F8 nè, nhìn vậy một lệnh F8 nè. Thấy không? F8 thì ordo nó up. Khi nó up mình mới vẽ đường xuyên 45 độ, còn nếu mình bực on á thì nó mặc định nó chỉ vẽ đường thẳng thôi, cho dù mình set nó 45 độ, 15 độ hay bao nhiêu độ nữa thì nó vẫn nằm ngang. Thành ra nhớ là muốn dùng chế độ đó thì phải bấm F8 tắt đi, ordo up ha. Rồi làm lại nè, LE. Bấm điểm thứ nhất nè, bấm điểm thứ hai, thấy không? Tự động nó xuyên 45 độ ha. 45 độ theo chiều nào cũng được, chiều lên chiều xuống đều giống nhau ha. Ha. Enter, đó, gõ vô nè, 1 2 3 chẳng hạn vậy. Enter, thấy không? Đó, thí dụ gõ đường lên nè, xóa này đi. Delete. Rồi LE ha. Bấm điểm thứ nhất nè. Điểm thứ hai tự động nó xéo lên, thấy không? Rồi điểm thứ ba nè. Rồi enter hai lần là 1 2 rồi ghi chữ A B C. Enter enter. Enter, càng enter nó càng xuống dòng nha. Muốn nhiều dòng á thì enter nè, xuống dòng nè. À, D E F nha. Chỉ có muốn thoát lệnh thì bấm bên ngoài thôi, nó xuống dòng. Rồi, tiếp tục ha. Bấm LE. Bấm chữ set tiên tiếp. Rồi coi như là tab thứ hai đã xong. Bây giờ ta qua tab thứ ba, attachment. Attachment thì nó thể hiện cái phần gạch trên mặt dưới ha. Thì đầu tiên giả sử mình xóa này đi, xóa này để quan sát cho dễ, xóa này đi. Rồi quan sát ha, LE nè, setting nè, chỗ phần attachment á thì nó có là tab on the left side, nghĩa là ghi tab bên trái á, hoặc là tab on the right side là ghi tab bên phải, là cái hàng này ha. Rồi đầu tiên nè, ví dụ tab bên trái mình chọn là top of the line ha. Và tab bên phải á, thí dụ mình bottom of the line đó, thí dụ mình vậy nha, một cái bên trái, một cái bên phải nha. À, cái bên trái á thì cái đường thẳng, đường leader nó nằm ở trên, còn cái bên phải đường leader nằm dưới nha. Ok, giờ thử ha. Điểm thứ nhất nè, điểm thứ hai nè, điểm thứ ba nè ha. Enter một lần nè, enter hai lần nè ha. Rồi A B C D E F chẳng hạn vậy, rồi bấm ra ngoài, thấy không? Thì cái đường này nè, đường này nằm bên dưới ha, đường này nằm dưới cái dòng test. Rồi nếu đó là do cái test nằm bên phải, cái leader nằm bên phải, còn leader nằm bên trái thì sao? LE nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè ha. Enter một lần, enter hai lần, A B C D E, bấm ra ngoài, thấy không? Thì cái đường leader này nó nằm bên trên trên cái dòng test, còn này nằm bên dưới dòng test ha, nằm ở đáy dòng test, còn này nằm bên trên dòng test. Đó là cách thiết lập của cái right side. Nhưng thực sự mấy cái đó thì mình ít khi nào sử dụng, mà mình cần nhất là cái này. Bấm LE này ha. Bấm vô setting. Rồi mình không muốn hai này đâu, mình muốn là underline bottom line, có nghĩa là đường gạch chân nằm ở dưới, là cái đây là cái cách sử dụng nhiều nhất ha. Ok. Rồi thử nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Rồi, enter một lần, enter hai lần, gõ vô nè. A B C D E F. Rồi bấm điểm. Đó. Đó, thấy không? Đó là kết thúc lệnh, thì mình thấy nè, cái đường leader nó gặp dưới chân, mà cái này thì mình dùng nhiều nhất nè, thì cái này làm cho chữ nó đẹp, dễ đẹp. Còn có nhiều người không thích gặp dưới chân á, thì có thể dùng cách này, LE nè, setting nè, là dùng middle, middle of multiline state, bỏ này ra, chọn middle nè, phải trái dùng middle hết, ok. Rồi 1 nè, 2 nè, 3 nè, enter hai lần, 1, 2, A, B, C, D, E, F, đó thấy không, dùng ở giữa, dù trái dù phải, vào bên phải bên trái nè, LE nè, 1 2 3 ha. Rồi enter nè, A B C D E F, thấy không, bên trái bên phải chữ nó đều ngay giữa cái đường leader hết. Thì thường người ta dùng cách gạch chân nhiều nhất, thứ hai là người ta dùng cách này, chứ không ai mà dùng cách gạch dưới gạch trên này ha. Đó, đó là toàn bộ giờ là leader. Thì ngoài ra có còn những ông là E 16 ha, setting rồi coi còn gì nữa không, annotation, prompt for width nè, các bạn nhớ không, lúc mà mình nhập cái dòng lệnh đó, nó còn ở width á, thì mình muốn không nhập cái đó đó thì mình bỏ đi ha. Ví dụ nè, LE lại nè, bấm điểm đầu tiên nè, thì bấm điểm thứ hai nè, bấm điểm thứ ba nè, rồi bắt đầu nhập chiều cao tầm lại nè, LE ha.
điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. À, rồi test quiz này không, specify test quiz là nó hỏi dòng này nè, giờ mình không muốn nhập dòng đó nữa thì mình vô đây ha, le setting ha, rồi mình bỏ cái dòng thông báo ở chỗ tab đầu tiên annotation này, chrome for quiz này không, bỏ đi ha. Ok rồi, một nè, hai nè, ba nè, thấy không, khi này nó không hỏi cái quiz nữa mà mình đánh vô test sẵn luôn 1 2 3 4 5, giúp mình thao tác lẹ hơn ha, không hỏi cái kia nữa. Ừ. Rồi tiếp tục nè, LE ha, nó còn một cái setting nữa là on way left justify, là du luôn canh trái ha, luôn canh trái thì trừ khi là giống như bên đây canh phải nè, bên canh trái thì mình có khi mình có bên phải cho khi có bên trái ha. Nhưng mà frame test nè thì có thể ghẽ một cái khung bao ở xung quanh đường test đó, thì có thể có bạn sử dụng cái này ha, đó ví dụ nha, frame test nè, ok ha. Rồi thử nè, 1 ha, 2 ha, 3 ha. Rồi, enter một lần ha. Gõ vô 1 2 3 4 5 chẳng hạn vậy. Rồi bấm biểu ra ngoài, thấy không? Thì frame test nó sẽ dễ một cái khung bao này xung quanh cái test. Thì một số trường hợp có các bạn sẽ dùng cái những cái kiểu này ha. Rồi bây giờ tới đây thì mình đã kết thúc cái lệnh Builder ha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha.